Xin chào đón cả nhà, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi tối ngày 28 tháng 2. Thì rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm như sưu tầm được đến cả nhà mình. Thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng có về được một số sản phẩm để trước hết là giới thiệu, sau đó là giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, đừng đăng ký kênh ha, để mai mốt khi nào mà mình có nhu cầu sưu tầm thì cũng có thể xem được các video của em nha. Nếu mà có thích, có đăng ký thì mai mốt những clip tiếp theo em lên thì cả nhà mới có thể xem được nha. Và mình không có đăng ký thì mai mốt lên thì nhầm kia nó sẽ trôi bài, mình không thấy được ha. Thì cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Thì sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong video ngày hôm nay. Mã số 1 đầu tiên là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình có về được một cái trống đồng xưa rất là đẹp. Cái trống đồng này có tổng trọng lượng là khoảng 2,3 kg và chiều cao tổng thể là có khoảng là 15 cm và bề ngang tổng thể là có khoảng là 18,5 cm. Chất liệu đồng, đây là một cái trống đồng rất là đẹp nha các em ha. Ở trên này có những chú cốc nè, rất là đẹp. Thì một cái trống đồng xưa như thế này thì bên em bên kênh của em có giá giao lưu cả nhà mình 2,5 triệu nha cho mã số 1. Thì đây là mã số 1 ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 2 thì xin giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn được một cái con hổ nha. Một con hổ hổ gốc Tùng. Hôm nay quay chiều hơi tối nên là hình ảnh nó có không có được đẹp như ban ngày nha, cả nhà thông cảm giúp em ha. Tiếp theo mã số 2 là một con hổ gốc Tùng nha. Chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 23 cm và bề ngang tổng thể là tầm có khoảng là 23. Chất liệu vân đồng, đây là hình ảnh nguyên một chú hổ rất là dáng người, rất là dũng mãnh nha, đang đứng trên một cái gốc tùng tài lộc. Chất liệu vân đồng, tổng trọng lượng của tác phẩm này rơi vào khoảng 2,8 kg. Đây là mặt sau của tượng nha cả nhà mình ha. Thì một tác phẩm như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là có giá giao lưu cả nhà mình 1,9 triệu nha. Ở đáy này có chuyện luôn ha, chuyện gồm có 4 mặt chữ rất là đẹp. Chất liệu vân đồng, đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3 thì giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình có một cái ấm rất là độc lạ. Đây được xem là một những cái ấm rất là đẹp nha. Mang đầy đủ các yếu tố ha. Đẹp, độc và lạ nữa ha. Hình ảnh là những chú chim trên cành mai nha. Và quả giống như là quả đào ha. Rất là độc lạ nha. Đây là một cái ấm đồng. Chất liệu bằng đồng. Rất là đẹp giống như là quả đầu tiên nha. Trên đây là hình ảnh có chú chim nè. Là cái quai cầm. Thì cái ấm này có tổng trọng lượng là khoảng 700 g và chiều dài tổng thể là rơi vào khoảng 21 cm và chiều cao tổng thể là có khoảng là 10 cm. Chất liệu thì được làm bằng đồng. Cái ấm này về cả nhà mình về vừa trưng bày sưu tầm hoặc là sử dụng luôn ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng cho một cái ấm đẹp độc lạ ngày hôm nay ha. Ở đáy này cũng có chuyện luôn. Mã số 3. Rồi số 4 thì giới thiệu giao lưu với cả nhà mình có được một tác phẩm tam dê nha. Đây là ảnh ba con dê ha, rất là to. Đang đứng trên một cái vách núi ha. Đây là ảnh tam dê. Thì tổng trọng lượng là khoảng 5 kg và chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 25 cm và bề ngang đo được cho cả nhà mình là cỡ khoảng là 20 cm. Chất liệu đồng ha, tam dê nha. Hình ảnh ba chú dê đang đứng trong một vách núi rất là đẹp. Xem trong lúc xem video, nếu mà chưa có rõ về các sản phẩm thì cả nhà mình có thể là kết bạn qua Zalo trực tiếp trên màn hình của em nha. Có thể gọi lại cho cả nhà mình xem ha, hoặc là gửi thêm thông tin hình ảnh cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Đây là tam dê ha. Tổng trọng lượng 5,2 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình 2 triệu đồng cho mã số 4 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì có về được một tác phẩm rất là đẹp ha. Thì có hình ảnh là song long ha, song long chanh châu. Thì hai con rồng trên một quả châu, tổng trọng lượng là 2,5 kg và chiều cao là cỡ khoảng là 23 và bề ngang tầm khoảng 20 ha. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,8 triệu nha. Song long chanh châu của ngày hôm nay đây, mã số 5 ha. Ở đáy này có chuyện luôn nha. Rồi mã số 6 ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn được một cặp cặp lân. Chất liệu đồng rất là đẹp. Một con thì đạp trên một con lân con, một con đạp trên quả châu. Tổng trọng lượng là 4 kg và chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 19 gần 20 cm và chiều dài tổng thể là cỡ khoảng là 19 cm. Chất liệu đồng, đây là một cặp rất là đẹp nha. Đó, cả nhà cùng xem ha. Một con thì đạp trên một lân con, một con đạp trên quả châu, rất là đáng để sưu tầm ngày hôm nay. Đây là mã số 6 và mã số 6 này có giá giao lưu cả nhà mình là 2,2 triệu cho mã số 6 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn được một cái chuông Nepal, một cái chuông đồng Nepal rất là đẹp. Cả nhà cùng xem ha. Chuông Nepal gõ là rất là vang nha. Và khi mình quay nó cũng phát ra tiếng kêu rất là đẹp ha. Rất là nghe rất là hay nha. Và chuông Nepal này có tổng trọng lượng là khoảng 400 g và đường kính miệng là tầm có khoảng là 13. Và cái chuông Nepal này có giá giao lưu các nhà mình 1 triệu đồng cho mã số 7 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình
còn được một con đại bàng nha, một con đại bàng rất là nét, rất là đẹp, cả nhà cùng xem ha. Đại bàng chất liệu đồng, thì tổng trọng lượng của đại bàng này rơi vào khoảng là 1 ký, và chiều cao tổng thể của tượng đại bàng này rơi vào khoảng là 18 cm, và bề ngang là có khoảng là 11, chất liệu đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một con chim đại bàng chất liệu đồng này là 950.000 cho mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 ngày hôm nay là giới thiệu giao lưu cả nhà mình còn được một con cá chép nha, ngậm ghi gậy như ý rất là đẹp. Đây cả nhà cùng xem ha. Đây một tác phẩm chất liệu đồng và tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg. Rồi chiều cao là có khoảng là 18 cm, và bề ngang là có khoảng là 12. Chất liệu đồng thì con cá chép này chất liệu đồng thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 800.000 ha. 800.000 cho mã số 9 của ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì hôm nay còn được một cặp lân nhỏ nha, một cặp cặp lân chất liệu bằng đồng, thì tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 12 cm, và chiều dài tổng thể của lân này có khoảng là 15, và lân này có giá giao lưu với cả nhà mình cho mã số 10 ngày hôm nay là 1.200.000 cho cặp kỳ lân ha, kỳ lân may mắn ha. Thì đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11 thì còn được một tác phẩm rất là đẹp, đó một con khỉ ôm quả đào nha, khỉ ôm quả đào chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 18 cm, và bề ngang là tầm có khoảng là 17. Thì khỉ ôm quả đào này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,4 triệu, song trầm khỉ ôm quả đào rất là đẹp. Đây là mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 là giới thiệu giao lưu cả nhà mình còn một chiếc thuyền nha, một chiếc thuyền bồm thượng bồm xuôi gió ha. Đây là mã số 12. Thì chiếc thuyền bồm này có tổng trọng lượng là khoảng 1,4 kg, và chiều cao là có khoảng 19 cm, và bề ngang là có khoảng 20, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,1 triệu ha. Đáy này có chuyện luôn nha. Đây một chiếc thuyền thuận bồm siêu gió, mã số 12 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là còn một cái chiếc thuyền rồng bát tiên chất liệu đồng, ở đây có 8 dây tiên, các anh cùng xem ha. Đó, nguyên chiếc thuyền rồng thượng bồm của chiếc thuyền bát tiên nha, ở đáy này có chuyện luôn, thì chở đầy bát tiên ở đây ha, và có tổng trọng lượng là khoảng 700 g, và chiều dài tổng thể là có khoảng là 20, và chiều cao là có khoảng là 7 cm, và có giá giao lưu với cái nhà mình là 900.000 nha cho chiếc thuyền bát tiên mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 đó là cặp chim nguyên ương chất liệu bằng đồng, thì cặp này có tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg cho cặp chim nguyên ương. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 26 cm, và bề ngang là 9 cm nha, chất liệu đồng ha. Cặp chim nguyên ương có giá giao lưu với cả nhà mình cặp chim nguyên ương này là 1,2 triệu ha cho mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 của ngày hôm nay là còn được một cái gạt tàn chống đồng ha. Đây là một cái gạt tàn chống đồng rất là đẹp nha, hình ảnh con cóc nè cầm hai cái dùi chống. Chất liệu đồng cái này nhỏ nhẹ thôi nha các nhà ha, khoảng 300 g, và chiều cao là 10, chiều cao lên tới con cóc là khoảng 10 cm, và bề ngang là 11 cm, chất liệu đồng ha. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 700.000 cho gạt tàn chống đồng của ngày hôm nay. Đây là mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 của ngày hôm nay thì còn được một con bò nha, con bò Tây Tạng rất là đẹp, và có tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg, và chiều cao tổng thể là có khoảng 22, rồi bề ngang là có khoảng là 20, chất liệu bằng đồng. Thì đây là mã số 16. Đây chú bò ha, chú bò tót nha, và có giá giao lưu với cả nhà mình chú bò này là 1,2 triệu ha cho chú bò tót của ngày hôm nay. Đây là mã số 16, chất liệu bằng đồng. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 hôm nay là còn được một tượng Phật Bổn Sư chất liệu bằng đồng, thì tổng trọng lượng là khoảng 11,5 kg. 11,5 kg, đây là mã số cuối cùng nha cả nhà mình ha. Có tổng trọng lượng là 11,5 kg, và chiều cao tổng thể của tượng Bổn Sư này rơi khoảng 40 cm, bề ngang là có khoảng là 25, chất liệu bằng đồng, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,5 triệu ha. Đây cũng là mã số cuối cùng nha cả nhà mình ha. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha với những sản phẩm độc và lạ hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.